Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng. À, nhanh tay phát tài ngay. Xin chào khán giả kênh Xuân Dừa. Chào khán giả đi con. Chào khán giả đi. Bye bye. Rồi, sáng nay Khương Dừa bà xã đi làm rồi, còn bạn Thế Dĩnh của Khương Dừa đi học rồi. Nên Khương Dừa với lại bạn Ngọc Diệp hay gọi là trà sữa sẽ đi mua đồ ăn sáng. Mọi người đợi Khương Dừa coi hai cha con Khương Dừa ăn gì nha. Đêm bao bờ thương ai đêm đời đêm chờ. Đã, mình mới ra đầu hẻm mà có hai xe đậu đợi mình luôn kìa. Ủa cái này bánh. Ủa anh đâu bánh kìa, đâu bánh kìa. Ủa bánh, cái bánh này lâu lắm mới thấy nè. Bánh thử. Anh đậu lâu chưa, anh bán lâu chưa, làm lâu chưa? Đã là 20 năm rồi đó. 20 năm rồi hả? Quê anh ở đâu? Quê ngoài Bắc rồi. Ồ. Cái này anh học nghề lâu không? Bánh tháng. Bánh bánh nghe bà chị đi mua kìa. Cái bánh này lâu lắm em mới thấy nè. Cái này là giúp mua nè. Ồ, cái bánh này hồi quê là hồi thời nhỏ là Khương Dừa nhớ là đi đám hỏi, đi đám cưới là người ta hay đặt một mâm để đi hỏi cưới vợ á. Bây giờ Khương Dừa mới thấy đó. Rồi, hiếm lắm á. Giờ Khương Dừa sẽ mua mấy cái ăn thử rồi. Anh tên gì anh? Thiện Trung. Thiện Trung hả? Dạ. Quê anh ở đâu? Quê ở tỉnh Nam Định. Nam Định anh. Nhưng mà nhà anh ở đâu? Ở bến ở dưới Cần Giuộc hả? Ơi. Chụp bánh con không? Bán bánh này không? Cho mua ha, mua mấy cái cho con này ha. Bánh thì được đây. Cái này nhiêu cái anh? Có 5.000 cái hả? Ồ rẻ vậy. Cái này bột anh trộn cái gì, có bột với lại trứng rồi hả? Mì bột bắp. Dạ, bột năng. Bột mì, bột đường, bắp, bột năng, trứng, đường. Có miếng muối không anh? Có miếng muối hả? Không có muối hả? Ăn hả con? Sữa. Sữa. Đây nè. Đây anh để em đem cái đi em ăn luôn coi. Đó. Để em... Rồi ngon quá. Này hấp bao lâu nó mới chín anh? 5 phút không anh? 10 phút mới chín hả? À. Hay cho con mình ăn sáng luôn. Ngon quá. Mấy tháng rồi mà tóc tai chưa thấy bọc mà giận tuổi hả? Cái này anh đổ sẵn để rác người ta mua thì mình bán hả? Đúng rồi. Dạ. 5.000 nữa. Ồ tự nhiên cho con mình lại cái anh bán hơn ngon quá, thơm quá anh, thơm quá, ngon quá. Mà em thấy về bán giờ người ta ít ăn loại bánh này, sao anh vẫn còn đi bán vậy? Ăn chứ. Ăn ha. Nhưng mà tại ít người bán quá ha. Ít người bán. Cái này mình làm cái này chủ yếu là cho người ta đi đám dỗ, người ta mua đi đám dỗ. Mua đám dỗ. Người ta đặt á. Đặt lên đãi bánh á. Đúng rồi, người ta cúng xong rồi khách về người ta cho mỗi người một vài cái gì đó. Ồ. Quà. Bữa nào mà không có đám dỗ thì mình đi bán trong vòng mình. Giống như bánh bông lan vậy mọi người. Kiểu bông kiểu giống như bánh bông lan vậy. Má hai cho con vừa ăn. Ngon không? Ngon quá. Quê ở đâu mà biết tới ngày luôn. Em Bến Tre. Bến Tre hả? Dạ. Đây là anh. Đây là anh cái đồ quậy của anh hả? À, quậy. Quậy giá điều ha. Cái bằng trứng này anh cho cái này anh làm giống lò xo hả? Đúng rồi. Nhưng mà anh làm hay là mà mình làm luôn, tự chế luôn hả? Ngày anh bán mấy thùng bột này? Thùng thôi. Thùng thôi hả? Anh bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 6 giờ. 6 giờ hôm nào đắt thì trưa thì hết, hôm nào ấy chiều thì hết. Buôn bán. Dạ.
Nhưng mà thường thường anh bán những cái đoạn đường nào? Bán ở trên Cần Duộc rồi đi vòng vòng xuống Hưng Long rồi về đây. Vĩnh Long hả? À? Hưng Long. Hưng Long. Hưng Long. Dạ. Ngon không con? Ủa nhiều quá con trùng nó kẹn con. Con giòn cũng nhiều quá rồi. Với bến Tre nè, có bánh ngày nữa. Dạ, hồi gió, hồi nhỏ em nhớ có. Tại hôm bữa xuống thằng em vợ lấy vợ ở dưới huyện ở dưới đi qua cầu Rạch Miễu xuống là cái huyện Châu Thành. Ở Châu Thành. Dạ. Nó lấy vợ ở dưới đó rồi là xuống đấy rồi thế cho làm cho bán. Này có mình anh bán hay là bà xã anh có bán không? Không, không mình. Bà xã anh làm gì? Quê luôn. Ở quê luôn à? Có mình anh vô đây à? Nè quý vị khán giả đó, con gái của Phương Dừa nè rất là thích ăn bánh này luôn nè. Đó. Chị ăn là sáng luôn chị. Bánh ngon 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 không? Phun cho cái ơi. Phun cho cái. Phun cho cha. Phun cho cái cho cha. Ừ. Mời bác đi. Ngon chứ. Xuống đấy toàn thấy dừa mát. Dạ. Quê mát lắm, trái cây nữa. Đi đi bộ từ xe về đi vô nhà cô dâu giờ đi hàng mấy cây số luôn. Dạ. Và đi rồi cảm ơn rồi. Bánh này kêu bằng cái bánh tuổi thơ luôn á. Tuổi thơ là nhỏ cũng vừa thích ăn lắm. Dạ không. Này con. Dạ. Giờ cho lại tuổi thơ của cho bạn trà sữa cho bạn học dịp ăn cho biết tuổi thơ. Hết một cái rồi, lấy cái nữa. Thêm cái nữa đi. Cái nóng quá ăn. Nóng luôn hả? Nóng lắm. Đồ lấy cái nóng luôn ăn cho ngon. Ồ đã quá. Đó anh phùi lên đó. Ừ. Nở ha, nở quá. Cái bánh này nó bị nhưng mà sao nở lên nó có muối muối gì hay vậy? Tự nó chín là nó nở vậy thôi. À nó giống như nó tét tét vậy hả? Cái phùi vô có canh thì nó được. Bánh này ngon quá. Không có ngọt quá ha. Vừa ăn đã quá. Ơi. Cho con mình lấy trái nữa mình cho mình nè. Cô lên lấy trái. Đây con. Nàng gái. 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 Cảm ơn bà Mỹ đi. Nhớ mà quay cho tao một tài sản chúng ta để sống. Vô đó chỉnh nhạc cho đấy nhá. Chép nhạc cho đấy nhá. Ủa vậy ăn bánh này rồi người ta muốn mua anh rồi sao? Hả? Muốn mua rồi sao? Đặt sao? Anh đọc số điện thoại đi. Thì không được sợ. À, số mới là 0344 0344 706497 706497. À. Ủa sao anh đọc số điện thoại mình nhìn bên đường vậy? Hả? Cái ghi vào đây cái càng nó mới đổi cái số mới đây cái ghi số. Trời ơi. Bây giờ ghi nó thì nhớ cái số cũ thì nhớ lắm mà cuối cùng là không thấy. Số cũ thì nhớ mà cái số mới thì nó vừa mới thay đổi. Chị ảnh nhìn lên cái nắp nhà mình tưởng nó nhìn số đâu ở nhà đó vậy. Ơi. Con gái thương vừa rất thích ăn bánh này mua ơi. Đập số để biết không? Tại vì ảnh bán anh đi tùm lum nè. Ảnh bán anh đi tùm lum nên phải đập số để quý vị khán giả có ở gần Hưng Long hay Bình Chánh hoặc là Cần Duộc á thích ăn gọi anh tới. Anh giao. Mình gọi tới là giao gì ha? Nè con. Dạ. Đây nè. Không ăn nữa hả? Không quá. Cái lớp này nó giòn ha, nó là chín giòn. Cái khuôn này anh làm luôn hả? Khuôn mình tự mình về mình xây luôn. Đánh bột có lâu không anh? Chỉ một tiếng rồi. Một tiếng. Để chiều anh đánh hả? Không sáng ra mình dậy mình đánh 3 giờ mình dậy mình đánh bột. Phải đánh rồi đi làm liền luôn. Chứ mà nó không đánh trước nó giòn cục lại ha. Đúng rồi.
quá nó sẽ bị cứng á. Để vừa vừa thôi. Đăng lên Juventus hả? Dạ. Đăng lên Juventus ạ. Juventus thì nhiều người biết đúng không? Còn nếu mà đăng lên Facebook thì bạn bè anh em biết thôi. Thế là tôi có Facebook thương dựa anh coi nha. Sẽ đăng lên lên. Có biết cái mã video là chứ? Không, anh kiếm vô gõ thương dừa ra rồi. Lên YouTube anh gõ thương dừa là ra. Thương dừa hả? Dạ, sẽ có clip của anh. Ngon quá. Mà hằng ngày anh đi bán lại chiếc xe này chắc cũng lâu rồi ha. Cũng bị công an bắt lấy lần rồi đó. Con bắt hả? Con lấy bánh luôn hả? Hả? Lấy bánh hả? Bánh xe trả lại còn xe nó bắt. Trước bán ở trên Thủ Đức đó chứ, bán trên Thủ Đức, trên Vũng Tàu, từ bán từ trên Vũng Tàu rồi xuống Thủ Đức. Ở dòng dòng tới đây á. Ngon quá. Mấy năm trước là làm ở dưới Vũng Tàu cái này. Dạ. Bán cùng lắm hả anh? Dạ. Em gửi tiền ạ. À, rồi đưa bác đây không? Đưa bác đi, đưa bác đi. Đưa bác. Thế vậy là Cương Dừa với lại con gái của Cương Dừa Ngọc Diệp đã có một buổi sáng rất là ngon, rồi ngon mà ý nghĩa nữa nha. Bánh này là lâu lắm rồi Cương Dừa nó ăn, hồi nhỏ hồi đi học tiểu học á, ở gần nhà người ta bán, với lại đi đám cưới á, đám cưới đám hỏi rồi mới được ăn, bây giờ mới thấy lại bánh này thích ghê luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Cương Dừa nha. Chào tạm biệt, Cương Dừa và con gái chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Bye bye, bye bye con, bye bye, bye bye.